Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho bạn một cái kèo cực kỳ là ngon đến từ cái sàn CoinSky. Thì cái kèo này thì chúng ta sẽ đăng ký tài khoản để chúng ta sẽ nhận là 500 kim cương, và các bạn sử dụng cái link mời của mình thì các bạn là sẽ nhận thêm 1.000 kim cương nữa. Và cái điều đặc biệt ở cái dự án này đó là các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ là được tạo miễn phí 4 cái NFT ở trong cái miễn phí nhé, hoàn toàn miễn phí ở trong cái sàn này, và các bạn có thể là bán ở trên như mình đang có ở trên này nhé. Đấy, mình ở đây là mình đã đăng lên trên đây mình bán nhé. Mình vừa mới cái làm sáng nay thì cái này thì là mình đã là cờ làm về rồi, và mình đã là đang bán ở trên cái OpenSea. Cái này là cái sàn OpenSea, này là cái sàn mà chuyên về giao dịch mua bán về cái NFT nhé. Thì các bạn nhận, các bạn rút về ví và các bạn sẽ là liên kết với cái OpenSea này thì các bạn sẽ là bán luôn. Tí nữa thì mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn cách là liên kết với OpenSea này để các bạn có thể là bán các cái NFT cũng như là bán cái NFT mà các bạn đã làm được ở trên cái sàn CoinSky. Ở trong cái mục này thì nó sẽ có bốn cái NFT cho các bạn tạo nhé. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách là tự thiết kế riêng cho mình một cái NFT và theo cái phong cách của mình. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn tạo tài khoản trước nhé. Thì cái link đăng ký này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn kích, và chúng ta sẽ là tải cái app này về. Rồi, sau khi các bạn kích vào link mình để dưới phần mô tả thì nó sẽ ra cái phần này nhé. Thì các bạn kích vào cái phần download cho mình. Rồi, sau khi mà các bạn kích ra cái link giới thiệu như thế này ấy, thì các bạn là copy cho mình cái link là cái mã mời này. Rồi, sau đó các bạn nhấn vào download. Nó sẽ chuyển chúng ta đến Google Play, thì các bạn nhấn vào phần cài đặt. Rồi, như vậy là đã cài đặt xong. Các bạn đóng cái này cho mình. Đây, các bạn bấm mở cái coin Sky lên. Rồi, ở đây thì các bạn kích vào đây. Thì cái này là những cái phần mà hướng dẫn và giới thiệu nhé. Thì các bạn bỏ qua cũng được nhé. Tiếp đến thì các bạn nhấn vào cái phần Mi này cho mình, biểu tượng hình người. Rồi, các bạn kích vào đây. Các bạn kích vào cái phần là đăng ký và đăng nhập bằng cái tài khoản Gmail. Rồi, mình sẽ chọn một cái địa chỉ email để đăng ký tài khoản. Sau khi các bạn tạo tài khoản thì nó sẽ hiện những cái thông tin như thế này. Thì việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là chúng ta sẽ là add cái ví của các bạn vào đây. Thì ở đây nó yêu cầu chúng ta là add cái ví của cái ví của cái mạng mạng nào cũng được, mạng BSC hay là mạng Polygon và ETH thì đều được nhé, bởi vì ba cái mạng này nó sử dụng cùng một địa chỉ. Thì mình sẽ lấy ở trên cái ví MetaMask nhé. Thì cái này bạn có thể lấy địa chỉ ở trên cái ví chất wallet hoặc là ví MetaMask đều được nhé, không cứ là ở trên ví MetaMask. Đây, các bạn sẽ là kích vào cái phần này để chúng ta copy cái địa chỉ này. Rồi các bạn quay trở lại cái Coin Sky, các bạn dán cho mình cái địa chỉ và ví vào. Các bạn nhấn vào server, chúng ta sẽ lưu cái địa chỉ ví này. Rồi, bước tiếp theo thì các bạn kích vào đây. Các bạn đánh dấu sao bình chọn cho mình. Các bạn kích vào đây. Các bạn chỉ comment tuyệt vời. Đây là các bạn bình chọn cái app của người ta nhé. Rồi, như vậy là đã xong. Các bạn quay trở lại. Các bạn đã được cộng 500 cái kim cương. Các bạn nhấn OK. Rồi, bây giờ thì mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn là nhận miễn phí NFT nhé. Các bạn kích vào cái phần Home. Các bạn sẽ thấy có cái con khỉ ở đây, Free. Các bạn kích vào. Ở đây chúng ta sẽ được làm miễn phí và tạo miễn phí 4 loại NFT khác nhau. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là nhận cái NFT con khỉ. Các bạn kích vào đây. Thì đây nó sẽ có cái phần hướng dẫn, thì các bạn like, các bạn theo dõi nhé. Ở đây thì nó sẽ có các cái hình ở đây.
Đó, các bạn cần làm. Còn những cái chỗ mà có cái chìa khóa này thì các bạn là sẽ là xem quảng cáo nhé. Các bạn sẽ xem quảng cáo để các bạn nhận những cái hình đặc sắc hơn. Ví dụ như mình sẽ là chọn cái hình này đi. Đây. Thì nó sẽ có cái quảng cáo này, thì các bạn là xem hết quảng cáo, sau đó thì các bạn tắt nó đi. Rồi, như vậy là xem quảng cáo xong thì các bạn sẽ là có cái hình con khỉ như thế này. Nếu như các bạn ok, các bạn đồng ý rồi thì các bạn nhấn vào cái phần download này. Các bạn sẽ là chọn cái phần mà Mint NFT và cái địa chỉ các bạn nhận nhé. Các bạn có thể thay đổi địa chỉ khác nếu như không, các bạn không muốn lưu cái NFT này về cái ví này, thì các bạn có thể thay đổi vào trang wallet. Ở đây thì mình sẽ là rút về cái đúng cái địa chỉ này theo mạng Polygon, thì các bạn kích vào đây. Rồi, các bạn kích vào đây cho mình. Rồi, ở đây thì các bạn có thể chọn luôn cái hình này làm hình avatar cho cái avatar của các bạn ở trên cái Coin Sky. Rồi các bạn nhấn Continue. Rồi các bạn quay trở ra. Bây giờ mình sẽ là vào trong cái ví của mình để mình xem là mình đã nhận được cái avatar về cái NFT này về chưa nhé. Mình sẽ quay trở lại cái ví MetaMask và các bạn bấm ở trên này, các bạn đổi cho mình mạng Polygon. Các bạn nhấn vào phần nhập token. Ở đây nhấn vào NFT nhé, mình nhớ nhầm ấy. Các bạn nhấn vào nhập NFT. Các bạn dán cho mình cái địa chỉ contract của cái hình con khỉ đó vào đây. Các bạn nhập. Rồi, như vậy là mình đã thêm thành công. Các bạn bấm vào đây. Rồi, như vậy là mình đã collab thành công cái hình cái một cái NFT về cái ví MetaMask rồi nhé. Mình tiếp tục là mình sẽ làm cái thứ hai. Các bạn quay trở lại CoinSky, chúng ta sẽ là collab cái NFT thứ hai. Ở đây nó rất là có nhiều những cái hình con và trong những bên dưới này thì các cũng có là nhiều những cái hình khác nhau rất là hữu ích nhé, thì các bạn sẽ là phải kích vào cái này, thì sau đó thì các bạn xem quảng cáo thì các bạn sẽ là được mở cái hình bí mật ở trong này. Ở đây thì mình sẽ là collab luôn cái này cho nó nhanh, các bạn kích vào mũi tên đây, tiếp theo các bạn nhấn vào min NFT. Rồi ở đây thì các bạn là collab này thì các bạn sẽ là mất 500 cái kim cương này để chúng ta collab về. Các bạn nhấn vào submit. Rồi các bạn nhấn vào submit tiếp. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở ra ví, mình add cái NFT này vào. Các bạn nhấn vào đây, nhập NFT. Các bạn dán cho mình cái contract của cái NFT con mèo vào đây. Rồi như vậy là mình đã nhận về claim về hai cái NFT nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bán cái NFT này ở trên OpenSea. Thì cái link OpenSea này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn chép. Các bạn sau đó thì các bạn vào cái ví MetaMask, các bạn bấm vào phần ba gạch. Các bạn nhấn vào phần trình duyệt. Rồi, nó sẽ ra cái trang OpenSea này là cái trang mà các bạn dán cái địa chỉ OpenSea.io vào đây. Rồi sau đó các bạn nhấn truy cập thì nó sẽ ra cái trang mà sàn NFT OpenSea này. Đầu tiên nếu như các bạn chưa kết nối thì các bạn bấm vào đây. Các bạn sẽ chọn kết nối với cái ví của các bạn đang sử dụng như của mình ở đây. Sau đó các bạn bấm vào phần ba gạch. Các bạn nhấn vào phần Account. Tiếp theo các bạn nhấn vào Profile. Các bạn sẽ thấy là các bạn có những cái NFT của các bạn ở đây. Mình sẽ mở đến phần cuối cùng. Đó, ở đây thì mình sẽ là có những cái NFT mà mình vừa mới collab về, đó là hai cái này. Thì mình sẽ bán một trong hai cái này cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ bán cái này trước.
các bạn nhấn vào send. Trước khi các bạn nhấn send thì các bạn phải xem là cái giá bình quân của nó là bao nhiêu. Ở trên này nó sẽ có những cái NFT tương ứng như những cái này, như của mình, như họ đang bán ở đây là 500 Matic nhé, thì mình cũng bán với cái giá là bình quân là 500 Matic. Các bạn nhấn vào sell. Ở đây thì mình sẽ là chuyển ETH sang Matic và mình nhập là 500 Matic. Rồi, số lượng sau đó thì các bạn nhấn vào phần đây, rồi các bạn nhấn vào phần xác nhận, nó sẽ kết nối với cái ví. Các bạn chờ một chút, nó sẽ thực hiện giao dịch nhé. Ok, bây giờ các bạn nhấn ký cho mình. Ok, như vậy là mình đã thực hiện bán cái NFT này thành công với cái giá là 500 Matic, xấp xỉ là 405 đô. Thì ở đây thì mình sẽ là đang bán ở đây, dạng như kiểu là mình đang bán một cái sản phẩm lên trên một cái sàn nhé. Thì khi là có người mua thì cái 500 Matic này nó sẽ được trả về cái phần ba gạch này, và các bạn nhấn vào phần My Wallet, đó, nó sẽ trả số dư về đây cho mình. Như của mình ở đây, mình trước mình đã bán một cái NFT, mình được 1 chấm Matic ấy, một đồng Matic, một đồng hai Matic ấy, thì nó sẽ là tiền sẽ được trả về cái ví này. Rồi, ok, thì cái video này thì mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu như chỗ nào mà các bạn chưa hiểu thì các bạn cứ comment ở bên dưới thì mình sẽ giải đáp thắc mắc những cái câu hỏi của các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau.